Chào cả nhà buổi sáng nha. Beautiful Sunday. Quay cà phê. Thanks. Chúc một ngày vui khỏe. My favorite nè. Đẹp quá các bạn ơi. Thanks for watching and being my movie star nha các bạn. Đẹp quá. Đây, đây là cái cầu trên đường đi Costco nha các bạn. Là Crossroads. Đây cũng đông lắm các bạn. Chào cả nhà nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi shopping nha. Đi dạo dạo. Mặc dù người ta nói là no browsing, nhưng mà browsing thì mới mua được đồ. Have fun. Rồi tiếp tục chương trình đi mua sắm nữa nha các bạn. Check in nữa các bạn ơi. Check in. Này đi vô, này đi ra. Check check. Oh, chương trình mua sắm bắt đầu nha các bạn. Mãi vô mãi vô. Mua cái gì đây? Mua bánh, mua kẹo, mua áo, mua quần, mua giày, mua dép. Mua cái mình quên bưng cái thẻ theo luôn. Vui quá. Cái này 30 đồng. I think two color à. Dầu black, dầu taupe màu nâu nâu nữa. Quá trời đồ luôn nè. Wow. Check out. Rồng quá. Wow, bự quá các bạn ơi. Spider. Chương trình Halloween nè. Sợ không? Đủ loại costume luôn. Ai muốn costume gì cũng có hết. Wow, Christmas luôn rồi kìa. Noel rồi. Christmas rồi các bạn ơi. Merry Christmas. Noel, Noel nè. Christmas. Bự quá trời luôn. 1499. Wow, 1500 luôn á. For the Christmas tree. Còn cái ông Santa này là 300 đồng. Wow, hủ tắng à. Mua một thùng spinach ăn. Lấy thùng này. Quá trời rau cải salad luôn á. Ăn mệt nghỉ luôn. Là baby cucumber nè. Thùng nhỏ nhỏ à. Trái nhỏ nhỏ à. Ăn ngon nè. Lấy thùng nha các bạn. Rốt à, 1 đồng 1 ký à. Mình sẽ lấy 1 bao. 1 bao có 3 ký. Mình lấy 1 bao này. Bánh ăn luôn nè. Lemington nè. Ăn mệt nghỉ luôn. Khét nữa nè các bạn. Quá trời luôn. Wow, bánh nữa. Ai mà thèm đồ ngọt vô đây á, là ăn thả ga luôn. Cái này ngon nè, mini apple nè. Mình lấy một hộp. Lấy một hộp ăn. À kìa các bạn. Đó, trời gà luôn. Mua một con gà. Một con có 6 đồng 99 nè. Lấy một con. Yeah. Đó. Con này ngon đó. Yeah. Là những món salad ăn liền nè. Quá trời luôn. Thịt bò ướp sẵn nè. Wow, cái này cheese nè. Ngon nè. Ôi cái bánh kìa. Cái bánh nè, làm sẵn hết rồi. Oolong milk tea nè. Ok, lỏ đi. 26 đồng, 18 phép. Một hộp, lấy một. Không dám ăn hả? Không dám mở thì mình lấy giùm cho. Wow, cái này ngon nè. Wow, lấy một bịch đi. Hôm nay sale có 16 đồng mà bớt 3 đồng rồi. Cái này là mấy con nít rất là thích ăn nha các bạn. Đủ đâu, lấy 2 bao đi. Lấy 2 bao cho đủ chất lượng. Cho đủ bổ ha, lấy 2 bao. Sale nữa, lấy thùng luôn. 13 đồng rưỡi nha.
gì? Đổ cái cá ba sa này đi, có 15 đồng 2 ký sale. Quá các bạn ơi, tất cả loại gia vị nè, nè muối tiêu ớt là gì đủ thứ các nước hết luôn á, Mỹ nhiều thứ đó. Và này lại là Himalayan pink soul nè, good à, lấy một phát. Gia vị úp cà ri của Mã Lai mình thử ha, thử nha các bạn. Mì luôn nè các bạn, bột mì nổi, bột mì bình thường, đủ kiểu hết, tha hồ ăn. Coconut oil là dầu dừa á, hôm nay mình ăn thử dầu dừa coi ha, chưa bao giờ ăn qua, hôm nay phải ăn thử. Mua một hũ là 21 đồng 99, ok lấy một hũ ăn thử nha các bạn. Trà bông này các bạn, của Taiwan, 540 gram, 21 đồng. Cái này cũng là trà bông nữa, cái này thì 13 đồng, nghĩa là làm ở Canada. Canada gì mà nó rẻ hơn Taiwan nữa. Cái này là pasta from Italy. Ok, lấy một hộp, nó rất là đặc biệt nha các bạn, nó đủ kiểu hết à, đủ loại bên trong hết à. Thử đi, ăn một lần cho biết trong đời ha. Yeah. À, thì cần phải có sốt rồi, mình phải mua phép sốt luôn. Hay lạ nha, chưa bao giờ ăn qua, mua một hộp ăn chơi. Favorite nè, đẹp quá các bạn ơi. Thanks for watching and be in my movie star nha các bạn. Đẹp quá. Đi tính tiền đây các bạn ơi. Wow. Trả tiền, trả tiền. Đồ ăn nhiều quá. Trả tiền, trả tiền. Tiếp, tiếp, tiếp. Và lau chùi sạch sẽ luôn. Ok, mình mua đồ ăn. Chúng ta sẽ order nha. Cái thẻ nó không xài được thì mình xài cash. Ngon. Yeah. Các bạn ơi, hôm nay nghĩ là đi Costco chơi cho vui thôi, vậy mà cuối cùng á cũng quất đi 200 mấy đồng luôn á. Mua một trolley luôn, nhưng mà cái trolley này có thể ăn được cả năm luôn á, có nhiều món ăn có thể để rất là lâu. Ok, bây giờ mình để đồ vô xe nha. Xin chào á, chào. Thu tiếp nữa cả nhà ơi, very ngon, ngon 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 nữa, lại mập nữa rồi, lại working very hard nữa. Bánh này là nhân gì đây? Mà cái kiểu nó rất là đẹp ha, rất là đẹp nha các bạn, là một hình của một cái bông. Còn cái bánh này nữa, bánh này là một kiểu khác nữa. Ở đây thì nó ghi nhỏ quá, mình đọc không ra. Nhưng mà mình thấy cái khuôn hình bông của nó thì rất là đẹp. Đây nữa, đây là một kiểu khác nữa. Cái này là của Úc đây. Cái này của Úc. Cái kiểu làm rất là đẹp nha, bánh trung thu á. Và đây nữa, thêm cái nữa. Kiểu mới nữa. Cái này thì nó có ghi rõ cho mình coi nè, là hai trứng, đậu đỏ 2 trứng. Vừa đồ ăn quá. Ok, mời cả nhà ăn chung nha. Mời cả nhà ăn chung nha. Quá trời bánh luôn á. Ngon quá. Thank you. Mọi người thấy kiểu tóc mới của mình không? Thích không? Mát mẻ, gọn và nhanh và lẹ. Ok, mời cả nhà ăn bánh nha. Ngon quá. Thanks for watching and be in my movie star. Cheese. Yes, so diamond nha. Thumb up, comment and share.